Kính chào quý vị, rất hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình Focus in Việt Nam, chương trình phát sóng 19 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh Net Việt VTC10. Kính thưa quý vị, qua clip vừa rồi chắc hẳn quý vị cũng đã hình dung được câu chuyện của chúng ta sẽ đề cập trong chương trình ngày hôm nay là gì. Vâng, kính thưa quý vị, ngày 29 tháng 7 hôm nay là ngày quốc tế bảo tồn hổ. Chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại câu chuyện bảo tồn loại động vật hoang dã này ở Việt Nam thông qua câu chuyện mà tôi sẽ trao đổi cùng với hai vị khách mời tham gia trong chương trình. Và bây giờ tôi muốn giới thiệu với quý vị hai vị khách mời. Đây là một người có sở thích đặc biệt về các môn thể thao. Ông có hơn 40 năm nghiên cứu về sinh vật học, được coi là một kho từ điển sống về sinh vật học của Việt Nam. Quan điểm về bảo tồn động vật hoang dã của ông là cần phải có một cái tâm. Ông là Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Phó sư tiến sĩ Lê Xuân Cảnh. Và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu, đây là một người đã tốt nghiệp thạc sĩ truyền thông tại Úc, rất yêu thích thể thao và đặc biệt yêu thích động vật. Bảo tồn động vật là niềm đam mê của anh. Quan điểm sống của anh, lợi ích cá nhân là hạt nhân của lợi ích cộng đồng. Và hiện anh đang làm phó giám đốc trung tâm giáo dục thiên nhiên ENV. Xin được trân trọng giới thiệu anh Trần Việt Hưng. Xin chào. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham gia trong chương trình với một cái chủ đề hết sức có ý nghĩa. Để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có 5 câu hỏi rất là ngắn muốn dành cho cả hai quý vị. Thưa ông đã từng sử dụng cao hổ hoặc là sản phẩm nào từ hổ hay chưa? Chưa từng bao giờ sử dụng. Theo trí nhớ của tôi thì chưa. Hổ ở Việt Nam đã sắp tuyệt chủng chưa? Tôi nghĩ là sắp. Có thể nói là sắp tuyệt chủng. Thưa ông có đồng tình với việc bảo tồn hổ bằng mô hình trại nuôi hay không? Không hoàn toàn đồng ý. Không. Đối tượng nào có vai trò quan trọng nhất trong câu chuyện bảo tồn loài hổ nói riêng và động vật hoang dã nói chung? Một là cơ quan quản lý, hai là cộng đồng và ba là các nhà nghiên cứu. Nếu mà phải chọn một thì là cơ quan quản lý. Vâng. Cơ quan quản lý giữ vai trò quyết định. Ông có tự tin Việt Nam có thể nhân đôi số hổ hoang dã vào năm 2022 hay không? Việt Nam có thể đóng góp vào cái mục tiêu này đối với thế giới? Nói thẳng là không. Vâng. Là một quan điểm rất là khác. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị đã trả lời những câu hỏi rất là nhanh của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một clip về loài hổ ở Việt Nam. Xin mời hai vị cùng quý vị khán giả truyền hình theo dõi clip ngắn của chúng tôi. Việt Nam là một trong 13 quốc gia trên thế giới còn loài hổ hoang dã sinh sống. Hổ ở Việt Nam thuộc phân loài hổ Đông Dương. Theo sách đỏ Việt Nam, hổ Đông Dương được xếp vào bậc cực kỳ nguy cấp, tức là nguy cơ tuyệt chủng cao. Phá rừng, nạn săn bắn, buôn bán trái phép chính là những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng của số cá thể hổ trong tự nhiên thời gian qua. Và đó cũng chính là những thách thức lớn mà Việt Nam phải vượt qua trong công cuộc bảo vệ loài động vật hoang dã như thế này. Vâng, câu hỏi đầu tiên. Thưa hai vị, quả thực là khán giả hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi chúng ta tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến câu chuyện về loài hổ này. Xin mời Phó sư tiến sĩ. Hổ là một cái loài thú ăn thịt ở trên cái đỉnh của cái chóp chuỗi thức ăn. Khi mà bị tổn thương thì những cái mắt xích ở dưới nó sẽ bị ảnh hưởng. Và cuộc sống của con người chúng ta cũng liên quan đến cái vấn đề cân bằng sinh thái. Các cái loài động vật đây thì là cũng là một yếu tố sinh thái như là con người. Con người chúng ta có thể coi là một yếu tố nhân văn trong cái hệ sinh thái đó. Và con người chúng ta tự biết suy nghĩ và tự biết điều khiển tất cả những cái hành vi nó liên quan và kể cả can thiệp vào thiên nhiên. Nhưng mà riêng con hổ thì nó phụ thuộc vào con người. Nó không biết tự điều chỉnh cái hành vi của nó và nó cũng vẫn phải tự đi kiếm sống. Và nếu chúng ta không tạo cho nó một cơ hội thì cái khả năng sống của nó là rất mong manh. Thưa anh Hưng, lúc nãy thì khi mà tôi hỏi là Việt Nam, hổ ở Việt Nam đã sắp tuyệt chủng hay chưa thì anh nói rằng là sắp rồi. Những cái căn cứ nào để anh có thể khẳng định điều này? Cái con số mà chúng ta thống kê hiện nay về cái số lượng của hổ trong hoang dã thì có một con số đưa ra là từ khoảng dưới 50 con. Thực ra đó cũng chỉ là phỏng đoán. Và thực tế là số lượng là bao nhiêu thì chúng ta không biết. Tuy nhiên mà chúng tôi nhìn dựa trên cái khía cạnh là những cái mà chúng ta đang làm với tình trạng săn bắt, cái tình trạng buôn bán, tình trạng
tiêu thụ hổ diễn ra hàng ngày. Thì dựa trên hai cái đấy thì chúng tôi nhận định rằng thực tế nếu chúng ta không có được những cái hành động quyết liệt hơn, rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ bị mất loài hổ. Vừa rồi các anh có nói là hổ sẽ biến mất nhưng mà phải thêm vào, tức là có thể tuyệt chủng ở ngoài thiên nhiên. Cái tốc độ tuyệt chủng ở ngoài thiên nhiên phải nói là rất nhanh. Thì những cái năm 60 đến 70 đến 80 thì cái số lượng hổ ở Việt Nam chúng ta được đánh giá là cỡ hàng nghìn con. Và theo đánh giá thì năm 1973 thì một năm cỡ khoảng 300 con hổ bị tiêu diệt. Và cái thời gian tuyệt chủng chắc chắn sẽ còn không xa nếu mà chúng ta không có những cái biện pháp thực sự là tích cực để phục hồi cái loài hổ. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa anh Trần Việt Hưng, anh vừa xem một đoạn clip vừa rồi thì cũng thấy là phần nào hé lộ được một vài cái nguyên nhân dẫn đến cái sự suy giảm của cái nguồn gen sinh học quý hiếm này. Quan điểm của anh đánh giá về câu chuyện những nguyên nhân này? Tôi vẫn hay ví von giống như chúng ta bắt cá, thì cái sự phát triển của xã hội nó cướp đi cái môi trường sống của loài hổ, khiến cho những cái sinh cảnh của loài hổ nó thu hẹp dần, xuất phát thêm cái tình trạng săn bắt, cái môi trường sống thu hẹp, cái cơ hội trốn thoát của loài hổ ít đi. Thì chúng ta nhìn như cái bùa lưới và người ta bắt cá, và đấy là cái mối đe dọa của hổ, nó đến từ hai cái mối đe dọa cùng lúc như thế, thì nó khiến cho cái loài hổ, nguy cơ của loài hổ nó trở nên lớn lao vô cùng. Cái thói quen sử dụng các cái thang thuốc chẳng hạn, mà chiết xuất từ xương cốt hay là của các loại động vật quý hiếm này, nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cái tình trạng săn bắt và buôn bán nó trở nên nhiều hơn, có phải không thưa ông Cảnh? Theo cái tập quán thì người dân của châu Á sử dụng cái sản phẩm của hổ phải nói rất là nhiều, từ cao hổ cốt đến nanh, đến xương bánh chè, đến tất cả những cái sản phẩm khác. Thế thì riêng năm 2010 thì chúng tôi đã thẩm định tới 6 vụ buôn bán và sử dụng các cái sản phẩm của hổ, và tính ra cái số lượng con ấy thì cỡ vào khoảng 15 cá thể. Theo chúng tôi đánh giá với cái quần thể hiện nay thì 15 cá thể là nó quá lớn. Và rõ ràng là chúng ta đang đứng trước nguy cơ rất là cao về tuyệt chủng cái loài hổ ở Việt Nam, chắc chắn là như vậy rồi. Và có một cái thông cáo báo chí cách đây mấy ngày của tổ chức WWF thì nói rằng là Việt Nam và một số quốc gia nhận được điểm đỏ về săn bắn buôn bán trái phép động vật hoang dã. Con số mà họ căn cứ thuần túy là số vụ buôn bán động vật hoang dã mà cơ quan chức năng bắt được. Thế thì ông có ý kiến gì về cái vấn đề này không? Thì đối với Việt Nam là một cái nước mà chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên vì cái việc mà buôn bán nó diễn ra rất là mạnh. Có thể là từ Việt Nam đi các nước, hoặc là từ các nước về Việt Nam, hoặc là có thể Việt Nam là một cái nước trung chuyển. Cho nên cái này thì nó phải có những cái nghiên cứu riêng. Thì không phải là chỉ Việt Nam tiêu thụ, mà là cái trung chuyển từ những cái nước khác qua Việt Nam rồi đi tiếp. Đấy là một cái mà Việt Nam chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Tôi không thấy ngạc nhiên, bởi vì là thực ra thì những cái vi phạm ở Việt Nam liên quan đến động vật hoang dã rất là phổ biến, Việt Nam và Trung Quốc. Đấy, và Việt Nam chúng ta ngày trước thì chỉ là nước trung chuyển. Thế nhưng mà chúng ta đã và đang trở thành một trong những thị trường tiêu thụ rất là lớn. Nói về những cái vi phạm, chúng tôi có một đường dây nóng 1800-1522 để khuyến khích công chúng thông báo những vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, vì chúng tôi ghi nhận những vi phạm. Từ năm 2005 đến nay thì tôi ghi nhận hơn 4.000, khoảng 4.200 các vụ việc vi phạm về động vật hoang dã. Riêng về hổ có khoảng tính đến hết tháng 2 là khoảng 206, nhưng bây giờ thì nhỉnh lên một chút. Thì đấy là cái mà công chúng nhìn thấy. Thì tôi nghĩ là cái nỗ lực của chúng ta phải đi từ những cái nhỏ như thế để mà công chúng nhìn thấy nỗ lực của cơ quan chức năng. Còn bắt những cái vụ lớn thì tôi nghĩ là thực sự là rất là đáng làm, và gần đây chúng ta đã bắt được rất nhiều vụ lớn. Đây là một cái xu hướng rất là tốt đấy. Thì tuy nhiên là có cái nỗ lực của cơ quan chức năng tôi nghĩ là cần phải mạnh hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn hai vị đã chia sẻ trong phần đầu của câu chuyện, và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi một clip thứ hai của chúng ta. Ngày 20 tháng 1 năm 1994, Việt Nam trở thành thành viên thứ 121 của CITES, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã quý hiếm. Tháng 11 năm 2010, Việt Nam tham dự diễn đàn hổ toàn cầu GTF được Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tổ chức tại Vladivostok, Nga.
Năm 2010, Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Sáng kiến Bảo vệ Hồ Toàn cầu GPI. Ngày 29 tháng 7 năm 2011, Ngày Quốc tế về Bảo tồn Hổ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của hàng vạn người, gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng Việt Nam và quốc tế. Năm 2022, Việt Nam quyết tâm nâng số đàn hổ hoang dã lên gấp đôi với chương trình quốc gia về phục hồi loài hổ. Với những nỗ lực đó, liệu rằng Việt Nam có thể vượt qua thách thức điểm nóng về tình trạng buôn bán hổ nói riêng và động vật hoang dã nói chung của thế giới? Vừa rồi là một loạt những thông tin mà cho thấy rằng Việt Nam đang rất chủ động tham gia vào các hợp tác với các đối tác ở trên thế giới để tìm bài giải cho cái việc bảo tồn động vật hoang dã, trong đấy đặc biệt là có loài hổ. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là việc tham gia các tổ chức quốc tế này giúp gì cho Việt Nam trong việc bảo tồn động vật hoang dã nói chung và loài hổ nói riêng, thưa tiến sĩ Cảnh? Một trong những cái phương án đưa ra để bảo tồn các loài hổ ấy, là cái giải pháp về hợp tác quốc tế. Bởi sao cái hợp tác quốc tế nó lại quan trọng trong cái công tác bảo tồn các cái loài hoang dã nói chung và loài hổ nói riêng? Cái công tác bảo tồn nó cực kỳ là tốn kém, nó yêu cầu cái nguồn kinh phí rất là lớn. Thế và ở những cái nước nghèo, những nước phát triển thì thường là những cái nước mà có cái tính đa dạng sinh học lại cao. Thì muốn bảo tồn bằng cái nội lực của mình thì cực kỳ là khó khăn. Cho nên cái nguồn tài trợ từ những cái tổ chức quốc tế và những cái nước phát triển là một cái nguồn mà không thể thiếu trong công tác bảo tồn. Đối với loài hổ thì trong cái kế hoạch hành động cũng đã đưa ra là cũng phải tới hàng vài chục triệu đô để phục vụ cho công tác bảo tồn. Cho nên cái hợp tác quốc tế ngoài cái nguồn kinh phí ra thì cái hỗ trợ về mặt chuyên gia là cực kỳ quan trọng. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái quan điểm là chúng ta phải có cái sự hỗ trợ từ quốc tế. Tuy nhiên là chúng ta phải nhận định một cái là chúng ta có hỗ trợ từ quốc tế, những cái người hành động, cái người bảo vệ phải là chúng ta. Bởi vì là cái vấn đề nó nảy sinh ra ở Việt Nam, do người Việt Nam tạo ra thì cái người giải quyết vấn đề phải là Việt Nam. Trung tâm của anh thì có nhận được các cái sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong cái việc bảo tồn hay không? Chính xác thì cái nguồn kinh phí hoạt động của chúng tôi hiện nay thì dựa chủ yếu là vào nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế. Việc bảo tồn loài hổ cũng như là các loại động vật hoang dã đã được nâng lên trở thành nhiệm vụ quốc gia. Có rất nhiều các cái thông tin về việc Việt Nam đưa ra các chính sách, các cái chiến lược để bảo vệ an toàn cho loại động vật hoang dã và thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã. Vậy thì hai vị đánh giá như thế nào về cái nỗ lực này của Việt Nam? Xin mời tiến sĩ Cảnh. Thì chúng ta được thế giới đánh giá là một cái nước là điểm nóng về đa dạng sinh học. Thì chúng ta biết, tức là cái điểm nóng về đa dạng sinh học ở đây thì tôi muốn nói có hai vế của vấn đề. Cái điểm nóng của đa dạng sinh học tức là có tính đa dạng sinh học rất cao. Vậy trong một thời gian ngắn chúng ta có rất nhiều những cái phát hiện mới cho khoa học về đa dạng sinh học. Suy giảm về đa dạng sinh học cũng rất là mạnh. Ở đây thì chúng ta đã có hàng loạt những cái văn bản liên quan đến cái công tác bảo tồn, văn bản pháp lý, và cao nhất là luật bảo vệ phát triển rừng, luật đa dạng sinh học.